Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Đội trưởng Kiki, đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Bật radar. Radar cho thấy có hóa thạch ở nơi nó phát sáng. Sử dụng cách cuốc sắt để đập đá và tìm nơi có hóa thạch. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch. Tiếp tục đi. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch. Tiếp tục đi. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch. Tiếp tục đi. Vâng, đã tìm thấy một hóa thạch. Làm tốt lắm. Tuyệt vời, đã tìm thấy tất cả các hóa thạch ở đây. Quá thần kỳ. Chà. Quá thần kỳ. Chà. Cả các hóa thạch đều đã được thu thập, quay lại để hồi sinh những chú khủng long. Đây là những hóa thạch mình mang về, mình sẽ để chúng cho bạn. Hesokoatlus, khủng long ăn thịt. Tuyệt vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Hôm sau tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Khủng long bay, Hesokoatlus. Hãy trả lời cùng nhau. Hãy khôi phục hình dạng của thằn lằn bay khổng lồ. Đầu. Cánh. Cánh. Thân. Thằn lằn bay khổng lồ ăn gì? Không, đúng rồi, thử nghĩ lại xem. Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Lại nào sau đây là thằn lằn bay khổng lồ? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.